tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã xác nhận việc nước này phê chuẩn phần lan gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato như vậy tất cả các nước thành viên nato đã hoàn tất phê chuẩn phần lan gia nhập khối này Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại trụ sở ở Bruxelles, Bỉ vào tuần tới để hoàn tất tiến trình kết nạp Phần Lan. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh. Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO năm ngoái. Để chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập phải được toàn bộ 30 nước thành viên liên minh phê chuẩn. Sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Hội nghị quốc tế ủy hội sông Mekong lần thứ tư đã khai mạc với chủ đề Đổi mới và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong. Tham dự hội nghị ủy hội sông Mekong lần này có Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào, bà Buôn Kham Vorachit, đại diện ủy hội sông Mekong quốc tế, Đại diện Ủy ban sông Mekong của Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam cùng với hơn 600 chuyên gia khu vực và toàn cầu đến từ các lĩnh vực nước và các nguồn tài nguyên liên quan, năng lượng, lương thực, quản lý lưu vực sông. Các đại biểu sẽ cùng thảo luận về những giải pháp sáng tạo nhằm quản lý nguồn nước chung và các tài nguyên liên quan của sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực ấn độ vừa công bố chính sách ngoại thương mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất giảm sử dụng đồng đô la mỹ và biến đồng rupee trở thành tiền tệ toàn cầu giao dịch bằng đồng rupee được coi là trọng tâm trong kế hoạch mới của new delhi nhằm bảo đảm vị thế toàn cầu cho đồng tiền này và cho phép đồng rupee được sử dụng để thanh toán thương mại quốc tế các nhà hoạch định chính sách ấn độ gần đây đã thực hiện một số bước hướng tới việc chuyển từ đồng đô la mỹ sang đồng ruble và đồng rupee trong giao dịch thương mại với nga Malaysia là quốc gia mới nhất đồng ý giải quyết thương mại với Ấn Độ bằng đồng rupee. Theo chính sách mới, Ấn Độ đang lên kế hoạch nâng kim ngạch xuất khẩu quốc gia lên 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. quý vị, gần 2 tháng sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri, cướp đi sinh mạng của hơn 54.000 người, công cuộc tái thiết đang diễn ra nhanh chóng, nhưng những nỗi đau về tinh thần thì sẽ mãi còn dai dẳng. Hội chứng vùi lấp đang gây tổn thương cho rất nhiều người, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và điều đáng nói đó là việc chữa trị căn bệnh này hết sức khó khăn. Bé Sam Mohamed, 9 tuổi, người Syri, đã may mắn được giải cứu sau 40 giờ bị kẹt dưới một căn nhà bị sập do trận động đất vừa qua, nhưng các bác sĩ buộc phải cắt đi đôi chân của bé. Những biến chứng nặng từ vết thương đã được khống chế, nhưng điều mà các bác sĩ lo ngại hiện giờ là cô bé đã mắc phải hội chứng vùi lấp. Hội chứng vùi lấp xuất hiện khi các chi bị thiếu máu trong thời gian dài, khiến nhiều sợi cơ bị chết và giải phóng chất độc vào máu. Hội chứng có thể dẫn đến việc phải cắt cụt chi, gây suy thận, tổn vong nhiều cơ quan nội tạng và các biến chứng khác có thể gây tử vong. Khoảng thời gian từ 6 đến 9 giờ đầu tiên sau khi bị thương do vật nặng đè lên người là thời điểm rất quan trọng để cứu các chi khỏi việc bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, hội chứng vùi lấp đặc biệt nguy hiểm vì myoglobin và kali được giải phóng vào máu có thể gây tổn thương và suy thận. Sau mỗi trận động đất, người ta đã thống kê có tới 50% số nạn nhân có tổn thương của hội chứng vùi lấp và gần một nửa trong số này cần phải lọc máu cấp cứu do suy thận cấp. Ngoài việc phải lọc máu, nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc chuyên khoa và thực hiện các thủ thuật phức tạp để điều trị chấn thương với những cơ quan bị tổn thương. Riêng tại bệnh viện Akrabat, Syria đã có ít nhất 300 người được chẩn đoán mắc hội chứng vùi lấp. Tuy nhiên, các cơ sở y tế tại đây không thể chữa trị cho họ do thiếu thốn trang thiết bị. Hội chứng vùi lấp cũng gây ra những tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Gia đình chị Aslan may mắn được giải cứu sau 5 ngày bị mắc kẹt trong một tòa nhà 5 tầng bị sập. Hai vợ chồng chị Aslan đã cố gắng ổn định lại cuộc sống, nhưng những ám ảnh về những ngày bị kẹt trong đống đổ nát vẫn đeo bám họ. Cho đến giờ tôi vẫn không thể ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy cảnh cả gia đình chúng tôi bị kẹt trong tòa nhà đó. Các con tôi cũng thường gặp ác mộng, tôi rất lo cho chúng. UNICEF cho biết, nhiều trẻ em trong số hơn 5,4 triệu trẻ sống trong vùng động đất có nguy cơ mắc chứng lo âu trầm cảm và thậm chí tê liệt sau chấn thương căng thẳng đã trở thành căn bệnh mãn tính đặc biệt là ở trẻ em nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhiều đứa trẻ thường la hét trong đêm hoặc tè dầm theo thống kê từ những trận động đất lớn đã từng xảy ra trước đây, thì biểu hiện tâm lý này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là vài năm. Hội chứng vùi lấp lần đầu tiên được một bác sĩ người Anh tên là Eric Berter mô tả năm 1914 sau những trận đánh tại London khiến nhiều người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát có một thực tế là nhiều người được giải cứu khỏi những nơi này và không hề có vết thương nào lớn trên người nhưng tính mạng của họ vẫn có thể bị đe dọa bởi những tổn thương âm thầm của cái gọi là hội chứng vùi lấp Ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở bang Oklahoma, Mỹ. Số ca mắc giang mai ở trẻ sơ sinh tăng vọt tại Canada, đây là một số thông tin nổi bật sẽ có trong cụm tin vấn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tối qua, theo giờ địa phương, tại một quán bar ở thành phố Oklahoma, thủ phủ của bang cùng tên, miền trung Tây nước Mỹ. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã triển khai ứng phó vụ xả súng và bắt giữ nghi phạm những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Hiện các nhà chức trách tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. Bộ Y tế Canada cho biết tỷ lệ trẻ sơ sinh ra mắc bệnh giang mai ở nước này đang tăng mạnh, cao hơn nhiều so với ở Mỹ hoặc châu Âu trong 5 năm qua. Theo thống kê, tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh giang mai đạt 26 trên 1.000 ca sinh vào năm 2021, tăng từ mức 2 trẻ trên 1.000 ca vào năm 2017. Con số đó đang trên đà tăng thêm vào năm ngoái. Ở Canada, sự gia tăng trẻ sơ sinh mắc bệnh giang mai tập trung ở 3 tỉnh Manitoba, Saskatchewan và Apeta. Đây là các tỉnh có tỷ tỉ lệ sử dụng ma túy đá cao. Người dân khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trẻ sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh có nguy cơ bị nhẹ cân, dị tật xương bệnh giang mai trong thai kỳ là nguyên nhân thứ hai dẫn đến thai chết lưu trên toàn thế giới. Cơ quan thống kê Thụy Điển cho biết có 537 trẻ em được các bà mẹ trên 45 tuổi sinh trong năm ngoái, trong khi cùng năm có 410 ca sinh của các bà mẹ từ 19 tuổi trở xuống. Số lượng mang thai sớm ở Thụy Điển giảm là kết quả của việc tăng khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai, giúp phụ nữ kiểm soát tốt hơn về vấn đề sinh sản và kế hoạch hóa gia đình ngoài ra nhiều phụ nữ muốn ổn định kinh tế trước khi sinh nên ngày càng nhiều người chọn sinh đẻ muộn hơn các phương pháp điều trị y tế cho phép mang thai ở tuổi cao hơn cũng đang làm thay đổi độ tuổi thai sản trung bình ở thụy điển hiện phụ nữ lớn tuổi mang thai là xu hướng phổ biến ở khu vực bắc âu Thưa quý vị, trưng bày một viên thịt sống từ voi ma mút đã tuyệt chủng hơn 4.000 năm trước. Câu chuyện nghe có vẻ khó tin này thực sự đang diễn ra tại Bảo tàng Nemo, một bảo tàng khoa học tại Hà Lan. Để biết vì sao các nhà khoa học có thể mang thịt viên voi ma mút đến với công chúng thế kỷ 21 và mục đích của việc này là gì, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Mặc dù có tên gọi là thịt viên voi ma mút, nhưng đây thực tế là sản phẩm thịt nuôi cấy của Vau, một công ty khởi nghiệp về thịt nuôi cấy của Australia. Chúng tôi luôn muốn mọi người chú ý đến một thứ khác với thịt mà chúng ta đã có. Công nghệ mới giúp chúng ta có loại thực phẩm ta cần. Cách này có thể còn thú vị hơn, có thể có hương vị thơm ngon hơn, thành phần dinh dưỡng tốt hơn. Và vì vậy, Chúng tôi muốn tạo ra thứ gì đó hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì bạn có thể có lúc này. Vào hợp tác với giáo sư Ern Wolfton, Đại học Queensland, để tạo ra protein voi ma mút, công ty này đã sử dụng thông tin di truyền có sẵn từ voi ma mút, lấp đầy các phần còn thiếu bằng dữ liệu di truyền từ họ hàng gần nhất còn sống của nó là voi châu Phi. Sau đó trên gen tổng hợp vào một tế bào cơ cừu, nuôi cấy nó trong phòng thí nghiệm và thu được khoảng 400g thịt voi ma mút. Vào chọn thịt voi ma mút cho dự án này bởi đó là biểu tượng cho sự mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Voi ma mút được cho là tuyệt chủng do con người săn bắt và khí hậu ấm lên sau kỷ băng hà cuối cùng. Ngoài ra, công ty cũng muốn công chúng chú ý tới công nghệ này để dần đưa nó ra sản xuất thương mại bởi từ góc độ môi trường và đạo đức, thịt nuôi cấy rất có ý nghĩa. Những người ủng hộ luôn hy vọng thịt nuôi cấy sẽ làm giảm nhu cầu giết mổ động vật để lấy thức ăn và chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhu cầu sử dụng thịt trên toàn cầu đang tăng lên và không bền vững. Chúng ta đang cạn kiệt nguồn đất nông nghiệp và chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng với biến đổi khí hậu. Sản xuất thịt quy mô lớn, đặc biệt là thịt bò, gây tác hại to lớn cho môi trường. Nhiều nghiên cứu cho rằng cần cắt giảm một phần lớn lượng thịt bò ở các quốc gia phát triển để chấm dứt khủng hoảng khí hậu thì nuôi cấy sử dụng ít nước và đất hơn nhiều thịt chăn nuôi, đồng thời không thải khí mê than. Dự án trên của các nhà khoa học đã góp phần chứng minh tiềm năng của việc nghiên cứu phát triển thịt nhân tạo từ tế bào mà không cần giết mổ động vật và bảo vệ môi trường.